Phú Quốc, thiên đường nhiệt đới nằm trong vịnh Thái Lan, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nằm ở phía Tây Nam. Cũng là hòn đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo lớn nhỏ khác nhau tại đây. Nhờ có điều kiện tự nhiên và thiên nhiên ưu đãi, Phú Quốc đang dần trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới nhất của thế giới, thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hãng truyền thông của Mỹ mới đây nhất đã bình chọn cho Phú Quốc là một trong những địa điểm đến tốt nhất châu Á năm 2019 và lọt top 5 địa điểm đáng đến nhất hàng đầu châu Á. Hôm nay mời tất cả bạn cùng theo chân Turoban, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hòn đảo xinh đẹp này nhé. Bạn sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn tất tần tật về cách di chuyển, đặt khách sạn cũng như là ăn gì chơi gì tại Phú Quốc. Bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay thôi nào. Thì để ra được Phú Quốc, phương tiện di chuyển thuận tiện nhất vẫn là đường thủy hoặc đường hàng không. Bạn thì ở thành phố Cần Thơ, để thuận tiện cho việc di chuyển, bạn đã chọn phương án là bay thẳng ra Phú Quốc. Thời gian bay từ Cần Thơ ra Phú Quốc là khoảng 35 phút. Để các bạn hiểu rõ hơn về các địa điểm du lịch ở Phú Quốc, bạn sẽ mô tả sơ qua bản đồ du lịch Phú Quốc để các bạn dễ nắm nha. Bản đồ du lịch Phú Quốc sẽ chia làm 3 khu chính: phía Bắc đảo, phía Nam đảo và trung tâm. Phía Bắc đảo là nơi tập hợp các điểm vui chơi của Vinpearl như VinWonder, vườn thú hoang dã Safari và thành phố không ngủ. Trung tâm là nơi tập trung các địa điểm tham quan như vườn tiêu, nhà tù Phú Quốc, nuôi cá ngọc trai, xưởng nước mắm, chùa Phổ Quốc, Dinh Cậu, chợ đêm Phú Quốc, vân vân và mây mây. Phía Nam đảo sẽ nằm cách Bắc đảo khoảng 55 km và cách trung tâm Phú Quốc khoảng 25 km. Đây là nơi tập trung các điểm du lịch như Địa Trung Hải, cáp treo Hòn Thơm, tour bốn đảo, bãi sao, vân vân. Ở video trước thì Toroan đã review hướng dẫn các bạn khám phá các địa điểm tham quan tại trung tâm và phía Bắc đảo. Và ở video kỳ này thì bạn sẽ dắt các bạn đi tham quan khám phá khu vực Nam đảo xem có gì thú vị nhé. Các bạn cần hỗ trợ gì về du lịch như đặt vé tàu, vé máy bay, khách sạn cứ liên hệ cho mình sẽ hỗ trợ các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá khu vực Nam đảo thôi nào. Hello, Toroban xin gửi lời chào đến tất cả các quý cô bác, anh chị cùng các bạn đang xem video của Toroban. Chào. Hiện tại thì hai vợ chồng vừa mới hạ cánh xuống và đã di chuyển về đến khách sạn. Trong cái chuyến đi kỳ này thì Toroban sẽ khám phá ở khu vực phía nam của đảo Phú Quốc. Cái cách đây vài tháng trước thì Toroban đã cùng gia đình khám phá khu vực phía bắc đảo Phú Quốc. Đó là cái khu Vinpearl, cũng cộng với vườn thú cũng như các khu vực ở trên đó và khu vực ở trung tâm rồi. Thì kỳ này là Toroban sẽ khám phá ở khu vực phía nam đảo. Và cụ thể là khu vực Địa Trung Hải, cáp treo Hòn Thơm. Ngày mai thì mình sẽ có cái lịch trình đó là đi các đảo, đi tour bốn đảo cũng như là khám phá cáp treo Hòn Thơm. Và bây giờ thì sẽ vào trong nhận phòng trước. Mình sẽ vào xong quay cái khu vực khách sạn kỳ này Toroban ở. Khách sạn này thì nằm ở ngay chỗ khu vực Địa Trung Hải luôn, nên rất là tiện, mình chỉ cần lội bộ lên khoảng 500m là sẽ tới khu vực Địa Trung Hải thôi. Đúng bây giờ rồi. Cùng Toroban vào bên trong nhận phòng thế nào. Đi chơi. Rồi bây giờ hai đứa sẽ dắt cả nhà vào bên trong tham quan khu phòng. Phòng kỳ này của hai đứa. Rất là dễ thương, xinh đẹp nha, nhà một phòng rất là mới luôn á, kiểu mới nhưng mà rất là hiện đại luôn á ha. Ở đây sẽ có một cái chiếc giường nè, rất là êm luôn. Và cũng sẽ có cái tivi, có cái tủ đựng đồ và có một cái bàn làm việc để ở đây. Ở đây mình thấy dạng phòng rất là mới luôn. Đúng rồi, phòng rất là mới và nội thất cũng rất là hiện đại luôn á ba ha. Ở đây cũng sẽ có một cái tủ lạnh. Wow, đặc biệt. Thời tới. Một cái menu trà sữa. Ở phía dưới là bán ở phía dưới là bán quán cà phê trà sữa luôn. Đúng rồi, còn ở trên thì họ sẽ làm phòng khách sạn. Nên rất là tiện. Đầy đủ tiện nghi hết. Ở đây cũng sẽ có hai cái đèn ngủ và nhìn dễ thương ha. Và nhìn nội thất rất là xịn sò luôn ha nha. Đầy đủ tiện nghi. Bây giờ em sẽ dẫn cái nhà mình vào toilet của ba. Toilet mà mình toilet là sẽ có một cái kiến. Một người nằm đây nhìn, một người tám. Còn không thích thì kéo rèm lại. Đúng rồi. Rồi đi vào mấy bên trong. Wow. Ở đây đúng thật là nhìn bé bé xinh xinh nhưng mà nó rất là sỉnh sò luôn các bạn. Ở ngoài nó mẹ mình nhìn sang nè. Mọi người nhìn thấy sỉnh sò uống đổi mà tắt nữa. Rồi sẽ đứng đây trang điểm. Trong này cũng sẽ có bồn tắm cho mình. Nói chung là cũng đầy đủ tiện nghi hết trơn. Rất là đầy đủ tiện nghi luôn và đặc biệt là rất là sạch sẽ thôi nha. Khách sạn này là như là dạng 3 sao. Đúng rồi, khách sạn 3 sao là nhìn nội thất rất là ok, phòng ốc thì sạch sẽ này kia nữa. Và đặc biệt là cái vị trí phòng ở đây thì nó nằm ngay khu cảng An Thới luôn. Nên buổi chiều là mình có thể là lội bộ vòng ở đây chơi. Không cần phải đi xa. Ở dưới nó cũng rất là đẹp luôn ha, những cái dãy nhà
mà đủ màu sắc hết trơn, đẹp, rất là đẹp luôn. Với lại mình thấy cái giá phòng ở đây rất là phù hợp, chỉ có khoảng 460.000 một đêm. Đúng rồi, 460.000 mà cả nhà nhìn, ba nhìn đầy đủ tiện nghi hết, ok hết luôn. Nhưng luôn. Mà phòng ốc thì sạch sẽ nữa, quá là hợp lý. Hợp lý nếu mà mình đi chơi khu vực cảng An Thới rồi này kia thì hoặc là khu địa Trung Hải thì mình nên ngủ lại ở đây, thì để mình buổi chiều buổi tối mình có thể đi chơi một vòng ở đây nó tiện hơn. Ok, và chiều nay tối nay thì có thể là ban sẽ dắt mọi người đi ăn nghỉ ngơi chơi, buổi chiều thì chơi nhẹ khu vực địa Trung Hải để quay cái khu vực ở đây như thế nào, sau đó buổi tối mình đi ăn, và ngày mai thì ban sẽ có chương trình là đi tour bốn đảo, đi tour bốn đảo cộng với cáp treo. Trải nghiệm thử hồi lúc là mình đi là mình đã trải nghiệm VinWonder này kia hết rồi, nên bây giờ em sẽ chơi mình khu dưới này thôi. Đúng rồi, chơi cái khu dưới này thôi, là trải nghiệm đi tour bốn đảo nè, đi qua cáp treo Hòn Thơm để review cho các bạn xem. Ok, bây giờ sẽ nghỉ ngơi, đến chiều mát mình sẽ đi. Hello, hai vợ chồng Toroban xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại hai vợ chồng đã xuống được khu vực địa Trung Hải. Và đây là cái địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất của khu vực địa Trung Hải. Đó là ngay khu vực cây cầu hôn. Còn ở đây người ta còn thường gọi là bãi biển hoàng hôn. Đẹp quá ha. Đẹp, trời đây, ơi. Mình cả nhà có thể thấy nè, một cái bãi biển trải dài. Và phía sau lưng mình đó là cây cầu hôn trong MV của Đức Phúc rất là nổi tiếng. Em đồng ý. Còn phía sau mình đó là cái khu vực này là cái khu vực trình diễn nhạc nước. Tuy nhiên cái khu vực trình diễn nhạc nước này chỉ diễn ra vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần thôi, tối thứ tư tối thứ bảy hàng tuần, còn bây giờ thì không có. Ở đây vị trí rất là đẹp, bởi vậy nên các anh chị cô dâu chú rể thường hay chọn làm địa điểm chụp hình cưới. Nhưng mà ở đây là chụp hình cưới chắc là rất là thơm. Siêu đỉnh luôn, ở đây mà chụp hình cưới là quá đẹp luôn. Đẹp phải mà lúc ơi. Phải mà lúc mà mình cưới, lúc mình cưới mà có cái vị trí này là cũng ra đây đúng chụp rồi. Hình đó. Hay là bây giờ mình là một bộ ảnh hấp hôn liền quá nhờ. Chắc phải hấp hôn lại cái quá. Quá là đẹp luôn, quá đẹp kiểu luôn. Như vào buổi chiều mình ra đây mình đi dạo thư giãn, nhìn mặt trời đang lặng lặng dần. Nhưng mà đặc biệt là cái khu vực ở đây á, thì mình nên đi vào cái giờ là 5:30 chiều. Đúng rồi, mình 6 giờ luôn rồi. Đúng rồi, nhưng mà 5:30 chiều là mình là vừa. Di chuyển xuống đây là vừa. 5:30 chiều mình di chuyển ra là vừa luôn. Đúng rồi. Đó, à. Tại vì 6 giờ là bắt đầu mặt trời đang lặn xuống dần rồi. Lặn xuống tầm này là đẹp luôn nè. Giờ này đó. Là mình vừa bắt chọn được khoảng khắc mặt trời lặn luôn nè. Đó. Bắt chọn khoảng khắc rất là đẹp, mặt trời lặn. Quá là đẹp luôn. Và kiểu như đứng ở đây á, mình nghe tiếng gió biển, tiếng sóng biển đập vào đi rào, đi rào quá nha. Với lại các khu vực quán cà phê vòng vòng đây thì giờ này bắt đầu người ta lên đèn và lên nhạc rồi. Đúng rồi, ở đây mình đứng nghe nhạc sập sình sập sình luôn á. Quá trời đẹp nhưng luôn. Nhưng mà ở đây ví dụ như mà mình có nhà có bé nhỏ đó ta, đi cho là đây tắm cũng rất là ok. Đúng tại rồi. Vì biển ở đây nó cũng rất là lặng chứ không sóng nó không có sóng, kiểu cao sóng quá. Cái khu vực này rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nên mấy em nhỏ có thể xuống đây tắm cũng có thể yên tâm. Và phía trên này thì người ta có làm rất là nhiều quán view cà phê. Thì phụ huynh có thể là ngồi ở trên đây và cho mấy em nhỏ xuống đây tắm. Rồi em có thấy ở đằng kia người ta sẽ có cho thuê thuyền kayak đó ba. Ừ. Để chèo thuyền đồ này kia cho mình chèo thuyền hoặc là mình tắm biển đồ này kia đằng kia em thấy. Ok, bây giờ mình đi tiến lại khu vực đằng kia xem có gì ha. Đi thôi. Ok. Đây và đây là phía trên khu khu vực hoàng trên. Hôn. Mình sẽ thấy có rất có là nhiều cái pháo đài. Pháo đài. Ở đây hướng ra biển. Ừ. Theo kiểu uy nghiêm bảo vệ tổ quốc hướng ra biển. Đẹp ha, rất là đẹp luôn ba ha. Nhìn kiểu này chắc ngày xưa thời ngày xưa để lại rồi mình bây giờ để đúng lại rồi, làm mình, mình để lại là ê là... mà cái gỗ làm thấy chắc dữ vậy, cứng ngắc luôn á. Cái này thấy cũng cái nào nhìn thấy cũng gỗ chắc bao chắn cứng luôn ha. Wow. Em nhỏ kìa. Hello em nhỏ. Trời ơi sao mà đầu tóc ướt coi vậy. Ồ, đặc biệt là em nhỏ mặc áo lá cờ Việt Nam nữa đứng rất là hợp cái luôn. Pháo đài. Quá tuyệt vời luôn. Cho em nhà 10 em điểm. Em ở gần đây không? Em ở đâu? Em ở đâu? Nhà em ở đâu? Nhà em trên dốc Hương. Hả? Ở đâu? Trên dốc gì? Trên dốc Du Hương. Du Hương hả? Là tỉnh nào?
tính à. Hai đứa em xuống đây tắm biển ạ. À, xuống đây chơi hả? Ừ, cưng quá. Rồi chú chào hai con nha. Bye bye. Bye. Một khu vực tiếp theo mà mình không thể bỏ lỡ khi đến với Địa Trung Hải đó là quảng trường La Mã. Ở đây là được xây dựng cái kiến trúc giống như thời La Mã cổ đại và để lại những cái dư âm gạch bị bể, tường bị bể. Người ta sẽ phục dựng lại giống như những cái tàn tích còn lại khi là thời La Mã. Và có những cái chiến sĩ đang đứng giống như là canh gác vậy ha. Giáp khiêng. Đó, theo kiểu thời La Mã luôn đó. Đúng rồi, mà nhìn kiểu mình được sống lại với quá khứ luôn á. Mình nhìn là có thể liên tưởng tới mấy cái bộ phim La Mã luôn, chiến đấu. Đây giống như là cái vị thần của ngày xưa để chiến đấu. Chiến đấu và để bảo vệ cái khu vực này. Tự nhiên tới đó cái hết biết nói gì. Wow, dạ. Cái đồng hồ đẹp á ha. Tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ. Nhưng mà ba nhìn kìa, giống như là bây giờ người ta đang lên đèn cái trong cái đồng hồ đó ba. Đúng rồi. Mình có thể đứng từ đây mình có thể nhìn thấy được cái đồng hồ đang được lên đèn. Nhưng mà bây giờ kiểu như là buổi chiều này trời mát mẻ, đi xung quanh đây, đi dạo xung quanh đây cảm giác thích ghê ba nhỉ. Để rum lại cho cả nhà xem cái đồng hồ cảnh cảnh hơn. Đây là một cái tháp đồng hồ giữa xung quanh. Ở đây là đúng như là Địa Trung Hải, là đúng thật sự luôn đó, không cần đi nước ngoài nhưng mà vẫn được nhìn những cái kiến trúc này rất là đẹp. Phía bên đây thì rất là nhiều tòa nhà kiểu xây dựng theo giống như thời Pháp. Mấy cái khu này là cũng người ta cũng làm khách sạn luôn á. Nhưng mà người ta đang chuẩn bị đưa vào khai thác chứ nhưng chưa thấy ở nhiều quá ha. Đúng rồi. Đa số cũng là quán tùy cà phê. Chỗ có chỗ có chợ đã khai thác có chỗ đúng chưa rồi. Nhưng mà mấy cái khu vực mà ví dụ như khách sạn mà khu vực này thì giá rất là cao. Mình đúng có rồi. Coi thử là giá khoảng 1,5 triệu một đêm. 2 triệu mấy cũng có, nó sẽ tùy theo cái khu vực. Tùy khu vực. Còn ví dụ như mình ở cái khu vực đường kia thì nó xa hơn một chút xíu thì giá nó rẻ. Tuy nhiên nhưng là phải lội bộ một chút đúng xíu. Đúng rồi, nhưng mà em thấy nó cũng tiện. Tại vì nó cũng là trong cái khu vực Địa Trung Hải này nên là nó cũng sẽ rất là tiện. Chứ nó không có thể là giống như là xa thì là xa, nó cũng cách khoảng 200-300 mét thôi. Đúng thì rồi. Em thấy rất là ok. Nếu mà gia đình nào mà kiểu như là muốn đi thì tiết kiệm thì mình có thể ra xa chút xíu thì đúng rồi. Phòng ốc nó cũng ok. Chứ em thấy nó không có phải là tới thì bạn nghĩ chắc phòng ốc cũng giống ở đây thôi. Đúng nhưng rồi, mà cái vị trí ở đây thì rắc địa hơn. Là lội bộ xuống là tới liền thì mắc hơn cỡ khoảng 1 triệu. Còn đây là cái cột đá cổ, là bác thấy nhìn đẹp không? Khu nhìn, vực cột đá cổ. Đúng rồi, nhìn những cái cột rất là uy nghiêm làm ba theo kiểu cột đá cổ. Đẹp hay vậy? Đúng rồi, quá là đẹp luôn á. Mà nhưng mà ở đây người ta cũng sẽ làm những cái bàn giống như vậy nè ba. Những cái ghế để cho mình ngồi đây để mình ngắm biển nè. Wow, ba ra đây xem đi, giờ hoàng hôn nó đang xuống á, nhìn cái mặt trời ngoài kia nó đỏ đỏ nhìn thấy đẹp ha. Đẹp ha. Và khu vực này là khu vực cáp treo Hồng Thơm. Đúng rồi. Ga cáp treo. Ngày mai mình sẽ đi ở đây. Sáng mai thì mình sẽ có một cái trải nghiệm đó là đi tour 4 đảo và cộng với cáp treo cũng như là chơi các khu vực bên đó thì mình sẽ quay rõ hơn. Kiểu ở đây nó có rất là nhiều góc luôn á hả? Rất là nhiều góc để chụp hình. Đúng rồi, chỉ cần ngồi vô là thấy có quá là nhiều cảnh đẹp luôn á. Giống như góc này nè, ba chụp ba nhìn thấy ra biển cũng rất là đẹp nè, thấy không? Tuy nhiên là có một lưu ý đó là cái khu vực ở đây á, cái khu vực ở đây thì mình thấy là các hoạt động dường như vẫn chưa đi vào hoạt động đúng nhiều á. Nên là còn hơi thấy hơi buồn. Đúng rồi. Buổi tối thì hơi buồn một chút xíu. Đúng rồi, tại vì nó chưa có nhiều cái hoạt động vui chơi nhiều nên là nếu mà các bạn mà kiểu mà muốn vô đây kiểu nghỉ ngơi xả stress thì ở đây sẽ là thích hợp, còn nếu muốn mà khám phá vui chơi đồ này kia thì cái khu thì phía trên kia sẽ đông rồi, vui hơn. Phía trên đi VinWonder đồ này kia thì nó sẽ ok hơn. Còn trên này nó chưa nhiều, có nhiều hoạt động lắm. Tại vì lần trước thì mới đây cách đây vài tháng thôi thì hai vợ chồng cùng với gia đình thì đã có khám phá cái khu vực phía Bắc đảo rồi. Đúng cũng rồi. Như là khu vực trung tâm đã đi, nói chung là đi chơi cũng như dường như là hết cái khu vực trên đó rồi. Cho nên kỳ này là ba anh chỉ muốn là tập trung trải nghiệm ở cái khu phía Nam đảo này thôi. Nên không có muốn chạy, tại vì từ cái khu Nam đảo này mà lên cái khu Bắc đảo đó rất là xa. Đi khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ là tiếng rưỡi là chạy rất là xa luôn. Nhưng mà thường thường này em nghĩ là nếu mà mình có thời gian thì mình nên trải nghiệm
hai nơi luôn. Đúng rồi. Thì chia ra ví dụ như ở dưới đây thì mình có thể là ở 2 ngày 1 đêm ở dưới này cũng được. Giống như là ở trên kia thì để cho mình kiểu như là mình vui chơi, mình hoạt động nhiều thì mình sẽ về đây để mình nghỉ ngơi, mình chụp hình, mình ngắm cảnh rồi này kia thì rất là ok. Nhưng mà tuy nhiên là mình cũng nên ở đây trải nghiệm một đêm. Tại đúng vì rồi. Ví dụ như mình ở đây để sáng mai mình tiện đi đúng cái rồi. Tour 4 đảo thì rất là gần luôn. Sát bên luôn. Rất là tiện. Còn đi trên kia ví dụ mà mình muốn đi tour 4 đảo thì chạy xuống đây nó cũng hơi xa ba. Với lại thêm cái nữa là mình được cái ở đây thì mình được cái trải nghiệm là buổi chiều ngắm hoàng hôn ở cái khu vực dưới này rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn á. Nếu còn mà nữa. Ai mà có dịp tới đây thì nhớ nán lại một chút xíu để đón hoàng hôn. Ok. Rồi, bây giờ thì chắc là quay nhiêu đây thôi, mình sẽ dắt mọi người đi ăn. Đúng rồi. Mình sẽ đến một cái quán nhà hàng hải sản dắt mọi người trải nghiệm đi ăn do thổ địa ở Phú Quốc chỉ cho mình. Rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Thì theo lời của anh, một cái anh ở khách sạn chỉ tụi mình, thì tụi mình vào trong cái quán, quán trong này là dạng bán cho người dân hải sản Hoàng Hôn. Mà đường hơi khó đi vô chút xíu, các bạn phải kiếm nha. Các bạn phải kiếm kiếm trên bản đồ. Là bản đồ là gì anh? Bãi đất đỏ. Bãi đất đỏ hả? Khu bãi đất đỏ. Là mình chạy vào trong đây thì rất là nhiều quán, nhưng cái quán Hoàng Hôn này nó sẽ nằm ở phía trong cùng. Đó, mình đi vô là thấy có cái cầu từ cái cầu để đi qua quán trong cùng, có chỉ cái bảng chỉ cho 200m. Cá chim nó nhiều. Còn cá bóng muống. Cũng sao được. Còn tôm muống đi này giá sao? 950. Cái 950. Con gẹ này. Hào. 40.000 một con. 40.000 một con. Nãy anh nói cái này nhiêu? 850. Nghe là 850. Còn cái ốc này là cho tôi. Là 45.000 là 40. Là mình trúng vô con. Ốc hương thì giá sao? Tôm tích. Tôm tích. Lời bự là 980 là nhỏ nhiêu? Lời nhỏ thì 850. Rồi, lựa món đi. Đây mình thấy tất cả các bàn thì đều có hướng một cái view biển. Hoàng Hôn. Hoàng Hôn với lại ngắm tại vì cái tên quán là Hoàng Hôn thì buổi chiều là cầu hôn, cái cây cầu hôn hả? Với lại địa Trung Hải. Địa Trung Hải. Dài lắm, nguyên một dọc dài này là đều là của quán này. Nhưng mà quán này hơi khó kiếm nha, nó nằm ở trong hẻm sâu hơi khó kiếm. Các bạn có thể là bấm tên Hoàng Hôn để cũng có thể ra đó. Đây, và đây là cái bàn bữa ăn tối. Đây là chỉ mới lên có mấy món thôi nhưng mà thấy quá trời là nhiều rồi. Tại vì thật sự là bước vào trong đây á, thấy rồi. Hải sản tươi sống rất là nhiều nên mà món nào cũng thấy cũng kêu. Hợp lý và ha, nên là kêu hơi lố tay. Đây là món nghêu hấp Thái. Trời ơi mà nhìn con nghêu chất lượng ba ha. Rất là tươi ngon. Nhưng mà ở đây người ta hình như là người ta hấp chung với lại có cái ghiền nữa hay gì nữa ba? Củ riền. Đúng rồi, có củ riền nó ăn nó rất là thơm. Niêm nếm cũng rất là vừa ăn nha. Ok. Hải sản thì tươi. Tiếp theo, món ốc hương. Món ốc hương gan muối. Gan muối. Trời ơi, mà có ốc hương. Đây, lên tiếp mấy món nữa nè. Ở trong mình, trong đây chắc là đa số là bán cho người địa phương ở đây là nhiều phải không em? Đúng rồi. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Ngon quá. Đây, bây giờ em sẽ thử cái con ốc hương này. Nhìn rất là ngon luôn ba ha. Mình thấy các quán dọc ở đây thì đa số là người dân địa phương ăn rất là đông. Nhưng mà nó cũng hơi khó tìm á, bởi vậy cho nên các bạn nên cũng ít khách du lịch biết. Lại một ít muối, mình, ớt đỏ. Mình là lúc nãy là mình hỏi cái anh lễ tân ở khách sạn. Thì anh nói là anh hay anh cái dãy quán trong này thì mình mới biết á, hay anh quán ở phía trong này mình mới biết, mình chạy vô mình kiếm. Mà ghé hai quán ở ngoài thì đều hết món. Mới có mình ghé hơi trễ 8 giờ thì đều ngưng nhận khách hết.
cái thịt con ốc này nó dai dai. Mọi người rang muối là vừa ăn rồi, nhưng mà chấm thêm cái này thì nó hơi mặn. Nhưng mà nếu mà ăn chung với cái này không không có chấm thì nó ngon hơn. Tại vì cái này người ta làm rất là vừa ăn. Và con ốc này rất là tươi luôn á ba. Kiểu ăn vô nó ngon lắm luôn á. Kiểu nó dai, nó giòn sừng sực luôn á. Ngon. Ngon nha. Tiếp theo tới món mực. Món mực đây ha. Cái này là mực hấp. Mực hấp hành. Nhìn con mực nó tươi nè. Nhìn nó ú luôn. Mới làm ra còn nóng hơi hỏi luôn á. Vậy sẽ chấm một miếng muối tiêu nha. Rồi tiếp theo là món lẩu phải không em? Lẩu cá chim phải không? Nhìn nó chấm chấm với lại nước chấm hai nước chấm hải sản à vậy đây. Ủa bên địa có mà. Có nè. Wow. Vậy mà nãy tưởng là em bóc tay nha mọi người. Tại vì ăn bóc tay này để cho nó ngon. Xin mời. Có bốn đứa thôi mà thấy cái bàn nó hấp dẫn không? Này, cái món cá chim nữa nè. Trời ơi. Em trai là ở đâu em trai? Em ở An Giang. An Giang hả? An Giang khúc nào? Em ở Hội Xuân. Đồng Hương, Đồng Hương. Miền Tây không là miền Tây không nè. Đồng Hương miền Tây. Ba đã làm lâu chưa em? Làm đây được 3 năm mấy. Đẹp trai vậy có người yêu chưa? Có rồi hả? Có rồi, tính chưa là gì mừng mai cho rồi. Rồi hả? Năm em nhiêu tuổi rồi? Em 20 rồi. 20 thì ok. Rồi. Con mực này trứng ngập ngụi luôn ba. Ngon. Xíu nhớ đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh về coi nha. Gửi cho Nghiệu coi. Nói chung là cái khu vực mà cảng An Thới á, cái khu vực phía nếu mà mình ngủ đêm lại ở đây á thì không có sự nhiều sự lựa chọn quán ăn. Nó cũng sẽ có ít quán ăn. Rất là tại vì bây giờ kiểu như người ta chịu hoạt động nhiều á thì rất là ít quán ăn. Bởi vậy nên tụi mình phải tìm tòi hỏi coi những quán nào có những quán nào trong đây thì vô tình biết được những cái quán ở phía trong này. Nhưng mà cái quán này là giống như là cũng có duyên với mình mà hả? Tại vì mấy đứa em là ghé những cái quán phía ngoài đó mà lại toàn hết đồ không à. Xong rồi cuối cùng mới chạy vô quán này. Nhưng mà giống như là đúng là tìm được chân ái luôn á. Quán rất là ngon. Khu trong này thì hơi vắng, kiểu như đường hơi sâu á, hơi đúng vắng rồi. Khó đi một chút xíu nhưng mà vào đây thì ok, rất là đáng để các bạn vào đây trải nghiệm. Nếu mà ai có ngủ lại ở phía nam đảo cảng An Thới thì nên ghé quán này trải nghiệm nha. Rồi bây giờ tụi mình xin phép ăn uống và về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục hành trình sẽ quay cho cả nhà xem. Bye bye, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Hello, Toban xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả các cô bác quý anh chị cùng các bạn đang xem video của Toban. Hiện tại Toban đang có mặt tại khu vực phía nam của đảo Phú Quốc. Và đây là phía sau mình đang ở, cái này là bãi sao, bãi một trong những bãi tắm rất là đẹp ở Phú Quốc và nằm ở phía nam nha. Đây, quá đẹp luôn. Mình sẽ đi quay một vòng. Ở khu vực này là khu bãi tắm bãi sao 1. Ở đây người ta có làm một cái khu tắm và vui chơi đẹp quá cả nhà ơi. Mặt trời lên đẹp ha. Mình ở đây mình thấy có các trò chơi nè. Dù bay, một người 700, hai người 1.2 triệu, mô tô nước 500, 1 triệu, 60 phút là 2.7 triệu, kéo chuối 5 người đi 3 km là 700, sấp là 300.000, 180 phút. Đây là các dịch vụ khu vui chơi. Nhưng mà bây giờ là mới sáng sớm mới có 6 giờ mấy cho nên chưa có ai chơi đâu. Cái này thì chắc buổi chơi buổi chiều lần chính. Mà biển ở đây quá trời tĩnh lặng, nhìn đẹp ghê. Có một cái bãi cát chảy dài. Chỗ này thấy nó nước cuộn lại thành một cái vòng xoáy. Và ở đây là ai đang chơi cái trò đập két. Két ở đây kiểu trắng mịn, đẹp tuyệt vời luôn. Sáng nay thì chị vợ thức không nổi. Nên chỉ có một mình đi ra đây chung với hai anh em. Chị vợ là mấy tầm này là thức không có nổi. Sao Tố thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Một cái bãi biển quá trời đẹp luôn. Quá rộng luôn.
rộng mà đẹp nữa. Mà nước biển nó cứ dập dịu nhẹ nhàng. Khu vực bên kia là khu bãi sao 2. Thì mình thấy là cái khu bãi sao 1 nó sẽ đẹp hơn cái khu bãi sao 2 á. Bãi sao 2 thì nó nằm ở góc gần đó. Đó. Nhưng mà cái khu này là dạng như người ta đầu tư nhiều hơn nè. Nên mình thấy đẹp hơn. Và sẽ được vào cổng miễn phí nha. Đó, mình cứ vào mình để xe ở phía trên và chạy thẳng vào thôi. Chứ buổi sáng thì cũng không có ai. Còn ví dụ như buổi chiều thì mình cũng vào miễn phí. Và mình chỉ cần nếu ai thích chơi trò chơi thì có thể thuê mướn phao đồ này kia chơi thôi. Đây nè các bạn. Đây là cát rất là màu, rất là đẹp luôn á. Mình luôn á. Cái nó không bị bám, nó không bị dơ như là cát của mình. Đúng rồi. Trắng ha. Trắng, thực sự là rất là trắng luôn. Cái màu cát để đẹp kia. Đẹp, đẹp tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Đâu đưa nhích ra đây Tú. Nhích ra đây cho cái sáng dễ thấy không? Ừ, đó. Không, giờ đây là có ánh sáng là chiếu nó hơi vàng rồi. Còn nếu mà ở ngoài nhìn là trắng, nó trắng tinh luôn á. Mà đẹp ha. Đẹp. Ừ. Cái bãi này quá ok luôn. Mà dài, bãi dài. Thích hợp quá, thích hợp để tắm biển. Đường nó là cái đường điện. Đường điện nối ra đất liền luôn. Của Phú Quốc. Thấy là người ta cũng làm thêm một số cái tiểu cảnh để mình đi. Này là nấc thang lên thiên đàng. Bên đây là mình có thể chụp hình với cái hoàng hôn ở phía trên đó. Hoặc là phía bên góc bên đây thì sẽ thấy có một cái trái tim để mình tiểu cảnh để chụp hình luôn. Mới đi qua bên mé bên kia về hả? Dạ em đi mới qua mé bên bãi đá về. Bãi đẹp ghê luôn trời, đẹp mê ly luôn á. Bên đó là bãi kem. Bên đó là bãi kem hả? Ừ. Ở đây là bãi sao? Ừ. Đâu cách nhau một chút xíu mà. Cách nhau cái dãy tảng đá. Đó, qua cái tảng đá nối qua nhau đó. Ôi tới đâu đó bãi sao luôn chứ. Không, bãi sao 1 ở đây, bãi sao 2 bên kia, sau lưng. Còn mình đó là bãi kem. Ôi nó quá đẹp luôn. Ừ. Đá chồng lên, ôi nhìn thấy nó đẹp ghê á. Đẹp mê luôn cả nhà. Ừ, đây giới thiệu với mọi người, đây là kênh YouTube Mập Hay Đi. À, bạn này cũng hay đồng hành chung với Toroban trong những chuyến đi. Và cách mô tả thì hài hước, dí dỏm. Đó, cho nên mọi người có thể là ủng hộ em nó qua kênh Mập Hay Đi. Rồi. Cho em nó có động lực. Và Mập Hay Đi mong cả nhà ủng hộ Mập Hay Đi, đăng ký kênh của Mập Hay Đi nha. Rồi ok. Bây giờ tụi mình sẽ đi về. Và từ cái chỗ này mà cách cái địa Trung Hải là khoảng 4 cây số. Chạy xe cả chừng 10 phút, không tới 10 phút đâu. Có 7 phút, nếu không biết đường thì coi bản đồ thì cỡ 10 phút. Đó, chỉ cầm 4 cây số thôi. Rồi nên cái địa điểm này thì nếu mà ở địa Trung Hải thì mình không nên bỏ lỡ. Và nếu mà muốn được ở đây xanh bình minh đồ này kia ở đây đẹp á thì mình phải đi từ cái lúc khoảng 5 giờ rưỡi sáng. Và lên là mặt trời vừa đẹp luôn. Chạy ra đây là mặt trời vừa nhú lên là vừa đẹp. Còn mấy cái khu vực mà ở phía trên, ở trung tâm cũng như là ở phía bắc đảo mà chạy xuống đây thì rất là xa. Nên chỉ phù hợp cho những bạn nào mà ngủ đêm tại phía nam đảo. Ngủ lại ở phía địa Trung Hải thôi nha. Bây giờ nhóm đã đến được địa điểm bến cảng để đi xuất phát ra đi tour 4 đảo. Bây giờ sẽ ngồi chờ tàu. Đông vui á. Wow, đẹp quá ha. Dạ. Đấy, chỗ này là khoái rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên tàu đi khám phá các đảo. Rồi, cả nhà ổn định cho mọi khách trên này. Rồi, bây giờ các đảo chúng ta tập tự tí xíu nha. Em có một cái số vấn đề cần lưu ý cho các đảo chúng ta khi di chuyển ngày hôm nay. Chú nào đặt tour mà có cáp treo á thì chúng ta sẽ đi sau cùng nha. Có nghĩa là sáng ra cano thì chúng ta mới về bằng cáp treo nha. Đấy là dành cho những anh chị cô chú nào có đăng ký cáp treo. Còn những anh chị cô chú còn lại không cáp treo thì sáng ra cano, chiều vẫn về bằng cáp treo. Ấy về bằng cano nha. Tức là sáng ra cano, chiều về cano nha. Đấy rồi. Cả nhà chúng ta hình dung rõ chưa? Rồi,
hòn đảo đầu tiên nhóm tụi mình được ghé đó là đảo San Ho. Ở đây sẽ có cái chương trình là đi bộ dưới đáy biển. Và chương trình này thì mình sẽ mua giá vé phát sinh khác. Ok, bây giờ mình sẽ coi thử. Đây các bạn giá này cả nhà. 1.050.000, 1.390.000, 1.650.000. Bên em giới thiệu đến anh chị mình một bộ môn rất là hấp dẫn tại Phú Quốc mình hiện nay luôn. Và đây cũng là cái điểm đẹp nhất trong tour của mình. Bộ môn này nó có tên gọi là đi bộ dưới đáy biển. Để cô chú anh chị mình hình dung nó như thế nào thì mời anh chị mình cùng nhìn lên TV nè. Trên TV toàn bộ là hình ảnh thực tế 100% tại vì san hô của bên em. Để khi mình tham gia đó, mỗi cô chú anh chị mình sẽ được trang bị mỗi người là một chiếc mũ màu trắng. Chiếc mũ này bên em gọi là mũ phi hành gia, đặt từ vai của mình nè, lên đến phần đỉnh đầu của mình luôn. Toàn bộ phần đầu gương mặt cũng như là mái tóc của mình đó là hoàn toàn khô ráo. Anh chị cô chú nào mà mình có trang điểm nè, mình cảm mình mang kính nè, mình có thể mang cả kính trước mà mình tham gia luôn, hoàn toàn là không có bị ảnh hưởng. Và với độ sâu tại đây là một độ sâu an toàn là chưa đến 4 mét nước. Độ sâu này dành cho mọi lứa tuổi tham gia luôn, từ trẻ nhỏ nè cho đến người lớn tuổi nè, mình đều có thể tham quan thoải mái, hoàn toàn là không có bị ảnh hưởng. Dạ, và với bộ môn này thì anh chị mình là không cần phải biết bơi nè, không cần phải biết lặn nè. Suốt quá trình tham gia thì mình chỉ là đi bộ là mình đi cầu thang từ trên xuống dưới, nhưng mình chạm đất là mình sẽ đi bộ. Anh chị mình đi bộ trên bờ như thế nào, khi tham gia mình đi y như vậy, hít thở ở trên bờ này như thế nào là xuống dưới nước mình hít thở y như vậy luôn, hít thở cả mũi và miệng như bình thường. Và khi tham quan thì anh chị mình còn được trải nghiệm hoạt động rất là thú vị tại đây. Đó chính là mình sẽ đứng dưới đại dương, tặng tay mình sẽ cho những chú cá ở đây ăn. Và những chú cá này sẽ bơi thành một đàn to xung quanh anh chị mình, hàng trăm con để quay phim và chụp ảnh cùng mình luôn ạ. Dạ, và khi mà tham quan đó, để đảm bảo an toàn cho anh chị mình 100%, bên em sẽ có những anh hướng dẫn viên thợ lặn chuyên nghiệp. Những anh này sẽ lặn kèm cùng anh chị mình nè, hỗ trợ anh chị mình ở phía sau anh chị mình trong suốt quá trình tham quan cũng như là trải nghiệm con viên san hô. Dạ, và đây là cái dịch vụ ngoài tour, cho nên là có 3 gói giá vé cho gia đình cùng tham gia. Gói đầu tiên là gói trải nghiệm, mình sẽ tham quan là nửa công viên san hô, nội trình thời gian là khoảng 10 đến 12 phút. Gói này mình không có video và hình ảnh, có giá là 1.050.000 đồng. Dạ, và đến với gói thứ hai là gói tiêu chuẩn. Gói này mình cũng tham quan là nửa công viên san hô luôn, nhưng mà cùng với đó anh chị mình sẽ có combo video và hình ảnh như trên TV đây, quay lúc anh chị đứng đạn san hô đẹp nhất của bên em, 5 đến 7 người ảnh cho anh chị mình lưu và làm kỷ niệm nữa. Dạ, gói này có giá là 1.390.000 đồng. Dạ, và đến với gói cuối cùng là gói đặc biệt nhất bên em, mình tham quan được toàn bộ công viên ở đây luôn, tham quan được quá trình nuôi cấy nó như thế nào, những anh thợ lặn sẽ biểu diễn cho mình xem cái vũ điệu bong bóng nước. Dạ, và gói này thời lượng tham gia là từ 15 cho đến 20 phút là anh chị ạ. Gói này có giá là 1.650.000 đồng. Anh chị mình cứ tham khảo với nhau, mình bàn với nhau xem bao nhiêu người đi, mình đăng ký với em nè và các bạn nhân viên đang đứng tại đây. Rồi bây giờ Toroban sẽ dắt cả nhà đi xuống dưới đáy biển để ngắm san hô và ngắm cá. Xin lỗi con. Dạ, đi thôi. Ba thằng sẽ xuống chiến. À, lựa dép, mình sẽ lấy dép đi trước. Có dép đi dưới đáy biển không có bị san hô. Wow, ở đây có những cái bộ đồ bơi xịn sò nha. À. Chúng ta sẽ ra nhận đồ xuống. Xin kính chào gia đình của mình ạ. Trước khi mình tham gia trò chơi thì sẽ có một số thao tác để giúp cho mình giữ an toàn cũng như là đảm bảo sức khỏe cho ba mình nhé. Đầu tiên khi mình lặn xuống sâu mình sẽ bị ù tai do áp suất nước ạ. Ba mình nhớ nuốt nước bọt liên tục giúp em khi mình bị đau và khó chịu ở tai. Dạ rồi. Và cái thứ hai nếu như mình nuốt nước bọt cảm thấy không còn hiệu quả cho đôi tai của mình nữa, vào bên trong một chiếc mũ từ phía trước ngực của mình, mình cặp mũi lại và để hơi bằng tay giúp em ạ. Rồi, cái mình nắm rõ thao tác này không ạ? Anh buồn kiểu và mình sẽ thao tác như vậy cho đến lúc chân mình chạm xuống đáy biển và đi bộ tự do với bên dưới. Trong quá trình mình đi tham quan thì em có 4 ký hiệu để mình có thể giao tiếp được với các anh thợ lặn phía bên dưới ạ. Anh ấy sẽ thường xuyên rõ vào mũ kính của mình, hỏi thăm sức khỏe, các anh ấy sẽ ra hiệu như thế này. Nếu như mình cảm thấy sức khỏe bình thường, không vấn đề gì đối với mình cả thì mình sẽ ra hiệu lại ok và tiếp tục đi xuống và đi chơi tiếp ạ. Nếu như mình cảm thấy không khỏe mình lắc tay và đi lên. Dạ rồi, mình nắm rõ chưa ạ? Và em có hai lưu ý nhỏ dành cho mình ạ. Khi chân mình chạm xuống đáy biển bên dưới mình chỉ đi bộ thôi, mình không được bơi nhé. Rồi, và lưu ý thứ hai mình phải sờ và nắm san hô nhưng mình không được mẻ và hái nữa. Dạ rồi, nghe mình nắm rõ chưa ạ? Dạ rồi. Mình mời quý vị và những người tham gia trò chơi. Dạ rồi. Con ấy cứ đưa lại lên. Rồi anh nhiều bên đây nó. Ừ. Nó xin lắm. Qua cho em hả?
lên ơi, lên ơi, quay ngang dạ ngang anh làm YouTube, anh làm YouTube, quay ngang dạ. Tích đầu vô mẹ. Qua đây anh ơi. Mẹ người mẹ nhã. Đặt thứ ra. Trời đẹp mà kêu bà vợ xuống, bà vợ không dám xuống. Đẹp lắm cả nhà ơi. À, đến đây là phải nên thử cái trải nghiệm này nha. Quá trời tuyệt vời luôn. Đẹp cực kỳ. Yeah. Anh đi đâu vậy anh? Dạ em sẽ mời anh chị qua bên trên đây. Em sẽ hỗ trợ mọi người quay video bằng máy flycam. À. Hỗ trợ anh chị chụp hình bằng máy cơ. Là bằng tàu miễn phí chung tour của mình. Wow, dạ, quá tuyệt vời. Chị nói này với em. Dạ dạ, quá tuyệt vời luôn. Một địa điểm tiếp theo nhóm tụi mình được đưa đến đó là một cái bãi rất là đẹp để chụp hình với livecam. Thì cái này bên tour sẽ có chuẩn bị livecam chụp cho mình luôn. Đó, quá đẹp luôn. Biển này đẹp quá ha. Đây cái gọi là cái bãi gì vậy anh? Đây gọi là hòn mây rút trong anh ha. Hòn mây rút trong. Dạ. Yeah. Quá đẹp luôn. Hai ba hôn nhau một cái đi chị. Mây rút ngoài. Yeah. Mấy anh chụp hình rất là dễ thương luôn. Hôn đắm đuối luôn. Cơm hay ngon nha. Rồi xuống liền đi, xuống liền đi, xuống liền. Rồi anh mời, em mời anh chị trước nha. Khi chụp hình bằng livecam xong, quay phim livecam xong thì mấy anh sẽ qua đây hỗ trợ chụp hình bằng máy cơ cho mình nữa. Wow, quá đẹp luôn. Mà mấy anh ở đây quay phim chụp hình rất là chuyên nghiệp và rất là nhiệt tình luôn. Quá đẹp. À, ngoài ra thì ở đây sẽ có thêm dịch vụ là bay dù lượn. À, một phòng như vậy là 700.000 một người, nếu mà đi hai người thì khoảng 1.200.000. À, mình cũng có thể chơi cái trò này. À, nhìn rất là hấp dẫn luôn. À, tao sẽ bay lên và sẽ nhấp nhấp từ từ cho mình rớt xuống nước. Wow, quá hấp dẫn. Và một đảo tiếp theo tụi mình ghé đó là Mây Rút Trong. Đảo này thì rất là gần với cái đảo kia, chỉ chạy khoảng 5 phút cano thôi. À, bây giờ mình sẽ lên đây ăn trưa trước và tiếp tục sau đó sẽ review xem ở đây sẽ có gì nha. Đi, let's go. Dạ. Mây Rút Trong. Wow, rất là nhiều cá luôn cái ba. Ừ, trời ơi, cá nhóc hết trên. Nước ở đây rất là trong xanh ha. Quá đẹp luôn. Và đặc biệt là ở đây nó sẽ có một cái loại hải sản rất là đặc biệt.
Chút xíu nữa mình sẽ quay cho cả nhà xem cái loại hải sản đó. Bây giờ mấy anh sẽ dắt tụi mình vào bên trong nhà hàng để chuẩn bị ăn trưa. Anh tên gì anh? Mày, anh tên gì? Anh Quang. Dạ. Quang là Quang Ngoãn. À, Quang Ngoãn. À, dạ. Dạ. Nhớ mình tập trung đây anh nha. Dạ, dạ, dạ. Mình thông báo nha. Dạ. Bây giờ thì sẽ được đi ăn trưa trước nha. Và đây là nhà hàng để ăn trưa. Khá là đông. Và đây là các món buổi trưa hôm nay nha cả nhà. À, mình sẽ có dưa hấu, tôm, mực xào, canh chua cá bóp. À, hai bên đều giống nhau vậy. Ok. Rồi mời cả nhà dùng bữa luôn. Oh. Mực đại dương là cái mực mà cái còn một con mấy chục ký á, nó sắc nhỏ nhỏ ra cho đây á. À. Đấy còn con cá mú ngoài khơi nè. Cá mú ngoài khơi phải không anh? Còn đây là cá ngừ đại dương hả? Chiên lưỡi lam. Ok. Đây là con chiên lưỡi lam. Rồi. Rồi. Quá hấp dẫn. Dạ vô đây. À cái trứng này mọi người nhớ là khi mà chúng ta gấp mà chúng ta sử dụng á, chúng ta nhai từ từ nha chị, mình mới có được cái mùi trứng. Chứ mà mọi người nhai nhanh quá nó tan à, không có được cái mùi trứng, mình biết mình ăn trứng hay không á. Tại vì có cái lúc bỏ vô miệng tan luôn rồi, có kịp nha, chưa kịp nhai nữa. Wow, ấy còn ủa còn nữa kìa. Sò xí. Hấp dẫn đó chứ. À, một nhóm góc bên đây là khoảng 5 người anh, đồ ăn như đây cũng khá là hấp dẫn á. Góc bên kia 5 người. Ok. Đồ ăn sao mập? À, đặc biệt là cái món này ăn rất là ngon nè cả nhà. Tươi ha. Món này ăn đúng béo luôn á, tại vì họ để đậu phộng á, họ thích nghĩa chăm đậu phộng nghĩa nha. Mà để vô nướng, ăn đúng béo luôn. Béo ngon. Tôm này ngậu lắm, lột cái bỏ quán cơm nguyên tôm luôn. Còn không luộc là không đỡ đó. Tuyệt vời. À, bây giờ sau khi ăn trưa xong thì sẽ cho bà vợ trải nghiệm chụp hình chính xác. Đi 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 thẳng ra anh, đi thẳng. Anh cầm loa hỏi anh. Anh em theo đồ bơi hả anh? Đồ này chụp đâu được phải không? Đổi đổi đồ bơi phải không? Nó không có hợp bằng đồ bơi. Dạ 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 dạ. Đồ bơi thì bikini nó sẽ hợp hơn. Dạ. Dạ rồi. Ok, đổi đồ bơi vậy. Sẽ đẩy mọi người ra khoảng 20 mét mình chụp rồi mình kéo vào làm ra thế này đây. Dạ. Yeah. Ok. Và bây giờ em sẽ tạo cho kiểu nữ trước, là nữ là được 2 kiểu nha. Nam là được 1 kiểu. Các chị nữ mọi người nhớ kiểu giúp em nha. Xuống dưới mọi người mà không nhớ kiểu mà lên tấm hình chụp lên tấm hình thấy ghê thì đừng nói thừa cho bên em là chụp hình xấu nha anh chị. Đầu tiên cái mông của gia đình mình đấy, đặt ngay trên cái quai này giúp em nha. Ok không ạ? Rồi sau đó đầu hướng về bên đây giúp em. Rồi ok. Và cái chân của mình là nhớ giữ yên nguyên cho em luôn. Đổi kiểu là đổi tay thôi, không đổi chân ha. Là một chân khép vào, hai chân này một chân duỗi ra, một chân co lên nhưng mà hai chân khép vào nha, chứ đừng có chàng hãng ra nha anh chị. Đấy, nhớ khép vào giúp em nha. Và kiểu đầu tiên của các chị gái là một tay vịn kiếm, một tay chống eo này, nhớ giúp em. Nhớ cái tay này. Và cái mặt của mình lúc nào cũng nhìn thẳng lên giúp em nha. Ok không ạ? Đây là kiểu đầu tiên của gia đình mình. Tụi em kêu đổi kiểu 2 là tay này nắm cổ tay kia đưa thẳng tay lên giúp em. Đây, đây là kiểu 2 của gia đình mình nha. Rồi bây giờ em sẽ tạo kiểu lại này. Kiểu thứ nhất. Kiểu đầu tiên của mình là một tay vịn kiếm, một tay chống eo. Một chân co lên, một chân duỗi ra giúp em ha. Tụi em kêu đổi kiểu 2 là tay này nắm cổ tay kia đưa thẳng tay lên giúp em. Là cái chân của mình vẫn giữ nguyên giúp em ha. Rồi bây giờ em sẽ tạo kiểu nam này. Kiểu nam thì đơn giản thôi, hai chân dang rộng hình chữ V giúp em. Một chân co, một chân duỗi ai luôn. Và nhưng mà hai tay gối đầu ha, nằm giống như nằm nghỉ trưa thôi. Như vậy là ok á. Còn mình muốn còn như vậy kiểu nào mà chưa đủ đô các anh trai thì mình tứ mã phanh thay ra giúp em là được nha anh chị. Ok chứ anh chị. Rồi anh chị nào thuộc kiểu rồi thì mình di chuyển xuống dưới tụi em hỗ trợ mình ha. Rồi xuống rồi đi. Hô lên đi. Mấy anh hướng dẫn rất là nhiệt tình luôn. Bây giờ em sẽ trải nghiệm chụp hình với súp với cái nắng mười mấy độ. Ê mà biển này đẹp quá vậy? Quá là đẹp luôn, rất là trong sông mà ha. Nơi cho ra những tấm hình. Trời. Vậy rồi em mời tiếp theo nè, em mời mấy chị nữ nè. Rồi tóc mình vú gọn để hết sau lưng giùm em đi chị gái. Cho nó phồng ra. Rồi mình thả lỏng ra nè, mình thả lỏng ra.
giúp em nè, thả lỏng ra. Bây giờ thi phạm. Ông tay chống eo đi chị, chống eo đẹp hơn chị. Rất là nhiều anh hỗ trợ. Đẹp nha, thấy thế này nha. Kiểu hai mình vẫn giữ nguyên tư thế này nhưng mà hai tay qua đầu giúp em nha. Ok, khép đầu gối lại nhẹ nè. Có lưỡi không ai? Đi thôi. Rồi một người đứng như này nè. Tay vô càng thẳng tú mình càng đẹp chị ơi. Thẳng tay lên, thẳng tay lên. Hốt chị vô. Mấy điểm anh? Dạ, em không dám đánh điểm luôn chị. Không dám chấm nữa. Này chắc 5 điểm quá. Không sắp rồi, lên chị. Để chị tới cho chị ha. Tới giùm em nha. Rồi. Ok, bây giờ tiếp tục chúng ta lên tàu di chuyển qua một hòn khác để ngắm san hô. Và một cái hòn cuối cùng đó là hòn móng tay. Chúng ta sẽ được vào hòn móng tay nghỉ ngơi. Và ai thích đi lặn ngắm san hô thì mấy anh sẽ chở đi lặn ngắm san hô. Tuy nhiên là hồi sáng mình đã có đi bộ dưới đáy biển rất là đẹp, ngắm san hô đẹp rồi, cho nên về lên trên đây nghỉ ngơi. Còn những người nào mà thích đi lặn ngắm san hô ở đây thì cũng có thể là sẽ mặc áo phao, mình mấy anh sẽ chở ra cái bãi lặn ngắm san hô. Giờ vào trong đây nghỉ ngơi chút xíu. Đông quá trời. Sau khi lên hòn móng tay nằm ngủ khoảng 40 phút thì tiếp tục nhóm tụi mình di chuyển qua hòn Thơm. Qua đó mình sẽ quậy banh nước ở bên đó. Hello, và hai vợ chồng em đã lên đặt chân lên đến hòn Thơm. Đây là hòn cuối cùng của trong tour. Và khi mà mình đi cái tour bốn đảo này á, thì mình nên đi cái trải nghiệm đó là có cáp treo cuối cùng và ghé vào Hòn Thơm. Mình sẽ ghé Hòn Thơm để mình chơi những cái trò chơi của công viên nước và là trải nghiệm những cái trò chơi cảm giác mạnh. Ok, bây giờ cùng theo Trinh Tô Roban vào bên trong xem khu vực Hòn Thơm này sẽ có trò những trò chơi gì nha. Let's go. Và bây giờ em sẽ bắt đầu dẫn cả nhà đi tham quan và chơi những cái trò chơi ở đây. Hôm nay mình thấy khá là đông. Bây giờ cũng là một cái thời điểm thích hợp để mình vào đây vui chơi, tại vì nó cũng xa dịu lại nắng lại chút xíu rồi ba, nên là đi chơi cũng khá là ok. Mình sẽ chơi cái bộ môn này trước tiên nè, dòng sông lười. Ở đây thì rất là nhiều trò chơi luôn, nhưng mà mình sẽ chơi từ cái nhẹ nhàng nhất. Đúng rồi, mình sẽ chơi từ cái nhẹ lên cái cao. Thả cho nhẹ nhàng trước. Ok, let's go. Đi em áp. Mà bay đây là nãy giờ chưa trôi ra được. Nãy giờ nó té mấy chục lần rồi đó. Người ta là dòng sông lời mà nó đi bộ chết mẹ. Trời ơi, nó đã, cảm giác nó đã gì đâu. Cảm giác nó phê gì đâu mà phê. Cảm giác nó trôi lình lình. Những ngày về hè nóng bức rồi, mình chơi những cái trò nước như thế này quá mát mẻ luôn. Cái mập sầu đấy vậy trời. Mập chết thì người ta kêu. Đến là đây là khu vực dành cho mấy em nhỏ chơi. Mình sẽ có cái công viên nước dành cho mấy em nhỏ. Quá đẹp luôn. Ok. Chắc mình phải chơi ở đây thôi chứ mấy chỗ mạo hiểm hơn không giúp chơi. Go, ok, chơi đây. Let's go. Vô. Chơi lại trước đây rồi tăng độ khó lên dần. Một cái trò chơi tiếp theo đó là vòng xoắn ốc. Trượt cái ống từ trên cao xuống. Bây giờ hai thằng em nó đang trèo lên đó để chuẩn bị trượt xuống. Sẽ coi kết quả nè, trượt ở đây. Sao lên đi xuống rồi? Quá là sợ các bạn ơi. Cao quá hả? Ở dưới mình nhìn lên thì không có sợ nha. Thật sự là khi mình lên tới đỉnh lên trên kia cao, rất là sợ, rất là cao luôn á.
Cảm giác là hồi hộp luôn. Thanh niên lớn cỡ này mà thanh niên này mà còn sợ nữa. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái trò chơi phù hợp với mình để mình chơi không rồi. Sao mập? Sao bị đuổi xuống rồi? Mặc quần này trượt không được hả? Không được, nó sợ dính trong móng. À, bởi vậy nên mọi người nhớ chú ý là phải mặc cái quần quần bơi, quần trên. Một là mặc quần tay, hai là mặc quần nó hơi trơn trơn trượt được á. Ừ. Mặc quần, đúng rồi. Còn mặc quần kaki này thì người ta không cho trượt, sợ dính trong móng. Ừ. Lấy ra ok. Rồi, hai thanh niên này mặc quần kaki nên không được chơi luôn. Trò nào cũng bị chết. Ôi ơi, trượt xuống rồi đã không? Bởi vậy mọi người lưu ý là vào đây là không được mặc quần kaki nha. Phải mặc quần bơi hoặc là quần vải thun mới được. Hai thanh niên bị từ chối nữa rồi. Nãy giờ chơi trò nào cũng bị từ chối hết. Bị từ chối nữa hả? Quần kaki nó bị rít á, nó dính. Trượt xuống nó bị rính. Rất nhiều khu luôn. Trời ơi. Nhiều khu, rất là nhiều khu chơi, cảm giác mạnh luôn. Mình đến đây tha hồ trải nghiệm. Tuy nhiên là một lưu ý là nhớ không mặc quần kaki nha cả nhà. Nhấn mạnh một lần nữa nha. Mấy thanh niên này bị từ chối tất cả các trò chơi luôn. À, đây là Vịnh Thiên Đường, trò chơi nhẹ nhàng. À, xuống tắm, tắm biển nhẹ nhàng à. Đây, tắm biển nhẹ nhàng. Đâu? Lướt sóng. Cái bên đó là cái lướt sóng lên, đi qua đó coi đi. Đây là trò phi long cởi sóng. À. Chụp đi anh, biểu diễn em coi cái anh. Chụp đi em coi, em quay cái. Chụp đi em quay cái, em đâu chơi đâu, chụp đi. Anh chụp đi em quay cái. À bạn. Đúng rồi, chị nữ chụp giùm cái anh. Biểu diễn đi. Làm mẫu. Là mẫu đi tụi em chơi. Hả? À. Dạ quay á. Lên đây. Xong tú vô luôn. Được, cho nên chứ được mà lướt sóng. Đó. Ai cho này chơi được, cho này nhẹ nhàng. Được. Ghê vậy. Ôi hấp dữ vậy. Đỉnh. Ôi, chuyên nghiệp. Giữ à. Quá em. À, thấy anh chơi chuyên nghiệp không? Trời ơi, ghê vậy. Good, quá ok. Cảm ơn anh. Thôi, bây giờ tụi em sẽ lên lại ga Hòn Thơm, lên cáp treo để đi về lại. À. Ở đây là khu vực để lên cáp treo. Một cái cáp như vậy có thể là chở được 30 người. Và đây là cáp treo dài được UNESCO công nhận là cáp treo dài nhất thế giới. Độ dài lên đến 7.899,9 m. 7.899,9 m. Dạ, 4 người vào luôn. Chuẩn bị làm dốc xuống nè. Em giúp anh. Ok, như vậy là hai đứa vừa trải nghiệm xong cáp treo Hòn Thơm. Và bây giờ là xe bên tour đã đứng chờ sẵn để chuẩn bị đón hai đứa về khách sạn. Thì mình đi cái trải nghiệm cái tour này xong thì bên sẽ có xe đưa rước mình tại khách sạn luôn nha. Em thấy cái tour này á, mấy anh nhân viên với lại mấy anh shop á, cực kỳ dễ thương. Hỗ trợ cho mình hết mức có thể luôn, có thể hỗ trợ cho mình quay phim, chụp hình này kia thứ. Nói chung là anh rất là nhiệt tình luôn. Mình đi cái tour này mà ví dụ mình có vấn đề gì thì anh sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm liền, ngay lập tức, có mặt ngay lập tức với mình. Ok, rất là ok luôn. Good, 10 điểm. Hello, Toroban xin gửi lời chào đến tất cả các cô bác, quý anh chị cùng các bạn đang xem video của Toroban. Hiện tại Toroban đã di chuyển qua một chỗ ở mới. Chỗ này là Catawai.
Thì lần trước á, nếu mà cả nhà mình ai đã xem video Phú Quốc trước của tôi ban thì cũng biết là cái chỗ này thì lần trước tôi ban có ở một lần rồi. Và cái chỗ này á, thì rất là tiện, đầy đủ tiện nghi. Vì vậy cho nên lần này mình sẽ đến đây ở tiếp. Khu vực này thì nằm cách chợ Phú Quốc, chợ đêm Phú Quốc chỉ khoảng hơn một cây số, tầm một cây mấy, hai cây. Và khu vực này thì gần đây rất là nhiều quán ăn, chỗ này là lý tưởng để mình ở lại. Bây giờ đi theo Trinh Toroban vào bên trong. Thì ở ngoài khuôn viên phía trước của resort sẽ có một cái hồ bơi rất là lớn luôn. Mình có thể là bơi người lớn hoặc là em bé đều đầy đủ, nên rất phù hợp cho đi gia đình, là ở đây là rất là tiện luôn nha. Rồi bây giờ theo Trinh Toroban vào bên trong phía trong phòng. Đây là phòng của Toroban. Phía trước thì mình sẽ thấy là có một cái bàn ngồi uống nước rất là xinh xinh, ngồi nghỉ ngơi. View nhìn ra hồ bơi và bếp ăn. Đấy. Đây là phòng của mình. Đó, mình sẽ thấy có một cái góc ngồi chiêu chiêu, nhìn ra hồ bơi chiêu chiêu nè. Thiết kế kiến rất là đẹp. Một cái bàn nhỏ, để một cái ghế nhỏ để mình ngồi chơi, gia đình nói chuyện. Đây là giường dành cho hai người. Đó, phía trong. Wow, quá rộng luôn. Bật đèn lên. Đây là phòng toilet nha. Đấy, đầy đủ tiện nghi. Và một phòng như thế này thì có giá là dao động là khoảng 750 đến 800 một đêm. Tùy theo thời điểm, ví dụ có thời điểm khuyến mãi thì có thể là rẻ hơn nữa. Có thể khoảng là 700. À, thời điểm bây giờ hiện tại thì đang là khoảng 750 một đêm. Hello cả nhà, thì tối nay hai vợ chồng sẽ dắt cả nhà đi ăn tại một quán, đó là quán bếp vàng. Thì quán này là được thổ địa của Phú Quốc chỉ cho Toroban. Dạ, đây là khu hải sản của nhà hàng bếp vàng. Dạ. Dạ, đây là ghẹ. Ghẹ thì chúng ta có hai loại ghẹ, một là loại hai. Cái này là ví dụ như ghẹ này là giá khoảng bao nhiêu vậy anh? Khoảng 850 một ký á. 850 một ký. Dạ. Cái này bao gồm chế biến ha. Dạ. Dạ. Cái này nó có tùy theo thời điểm, nó dạ. Có giá có lúc là 850 và lúc là 900 ấy. Dạ dạ. Dạ. Còn ví dụ như tôm này. Đây là tôm hùm ạ. Dạ. Tôm hùm này thì giá hiện tại bây giờ tầm khoảng 2,2 triệu một ký. Dạ. Dạ. Này là tôm hùm gì ta? Tôm hùm bông. Tôm hùm bông. Nhìn bự quá ha. Cái đó chắc phải cỡ tầm một ký mấy con ha? Cái này tầm khoảng 9 lạng đến 1 ký. Dạ. Dạ. Vậy là cũng khá là to. Wow, dạ. Cá này là cá gì anh? Cá này đây là cá nhám ạ. Cá nhám. Cá nhám này thì giá hiện tại bây giờ là 550 một ký. Dạ vâng, nó giống cá mập. Giá là mình đã bao gồm chế biến không anh? Dạ đúng rồi anh. Này là tôm tích ha? Đây tôm tích ạ. Dạ. Tôm tích thì giá tầm khoảng 1,1 triệu. Dạ. Dạ. Đây là con sò tô. Dạ. Sò tô này thì giá cũng bạn em bán theo ký, một ký tầm khoảng 6-70 ngàn. Dạ. Cá mú. Dạ. Cá bóng mú ha. Cá mú. Dạ. Tên khác là cá sông. Dạ. Cái này tầm khoảng 800-850 dạ. ký. Ủa mà em thấy còn nhiều hồ trống anh. Mấy hồ đó còn trống nhiều vậy? Tại vì nay là ngày đầu tuần đấy anh. Dạ. Không có tuần cuối tuần nên là khách nó đông, cho nên là nó vừa mới hết. Bạn em chưa kịp nhập về ạ. À. Dạ. Có nhiều hồ trống á. Dạ dạ. Đây là tôm. Dạ rồi. Tôm sú. Tôm sú đỏ đúng không? Vâng, tôm sú. Dạ. Nên đây cũng tầm khoảng 800-850 một ký. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Rồi lựa món đi vậy. Ok. Ấy dưới này là có gì nè? Đây là hàu. Hàu. À, bạn em bán theo con, một con tầm khoảng 60 ngàn. 60 ngàn một con. Ồ, dạ. Một con này là anh no luôn á. Quá là to luôn á. Ok. Rồi. Ok. Trong đó là con gì anh? Đây con ba ba. À. Vâng. Nó trốn trong két vậy hả? Dạ vâng, nó nằm sự dưới cát đấy ạ. Dạ. Nhưng mà nãy giờ nhìn em lại tưởng em tưởng đâu là két để đây dạ. Làm gì chứ? Để nước á. Dạ, để cho ba ba nó nuôi trong đây á. Dạ. 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 Rồi, ok, dạ rồi. Cảm ơn anh. Dạ, vợ lựa món đi vậy. Rồi.
Ok, và đây là những món ăn tối nay của hai đứa. Đầu tiên là món này là món gì ta hồi nãy? Mực lá nướng muối ớt đúng không chị? Dạ, mực lá nướng muối ớt. Còn cái này là salad. Salad dưa leo. Trời, nhìn bắt quá ha. Đúng rồi, nhìn rất là ngon luôn ba hả. Nhìn cái cách trang trí thôi là không nỡ ăn luôn á, quá rồi. Đẹp luôn. Còn cái này là món tôm hấp nước dừa. Cho nguyên một trái dừa. Còn cái này là khắc bằng gì ta? Củ cải trắng phải không? Đúng rồi, củ cải trắng. Nhìn đẹp quá ha. Nói chung là mình chưa ăn nhưng mà mình nhìn thấy cái cách bày trí thì rất là hấp dẫn rồi, rất là đẹp mắt, là biết là món ăn nó sẽ rất là ok rồi. Bây giờ bà vợ sẽ thưởng thức thử cái món đầu tiên đi. Thử món mực lá nướng muối ớt nha. Nhìn nè, xinh ơi. Mực tươi sống, thơm ngon. Mực này ăn vô á, nó rất là ngọt luôn á. Cái vị nó rất là tươi á cả nhà. Nói chung là mình ăn những cái món hải sản mà tươi sống đang bơi nữa thì ăn vô cảm giác nó rất là ngọt luôn á, mà thịt của mực này rất là dai. Ngon nha. Với giá lại ở đây người ta nếm cũng rất là vừa ăn. Nhưng mà ai mà thích ăn đậm đà giống như em thì chấm thêm một ít nước chấm hải sản nữa thì sẽ ok hơn. Đây đây cũng sẽ có muối ớt xanh, muối ớt đỏ. Đó. Xin mời. Quá ngon, quá hấp dẫn. Kiểu như chấm vô đây thì nó sẽ đậm đà và nó sẽ cay cay, ăn cảm thấy kích thích vị giác của mình hơn. Còn đây là món salad. Nhìn rất là ngon luôn, kiểu bắt mắt luôn ha. Kiểu bày trí rất là đẹp luôn, không nỡ ăn luôn á. Đúng rồi, nhưng mà mình ăn kiểu như là hải sản rồi này kia nên có một cái món salad ăn kèm để cho nó đỡ ngấy và đỡ ngán á. Đây. Xin mời. Kiểu cái này thì salad nó sẽ chua chua, ngọt ngọt. Dưa leo thì nó giòn, ăn vô kết hợp rất là ngon luôn á. Có vị chua không vậy? Có, nó sẽ có vị chua chua. Tại vì thường thường salad thì nó sẽ có vị chua chua thì để cho mình ăn nó sẽ kích thích hơn. Rất là ngon. Đặc biệt là mình rất là ấn tượng với cái món này. Tôm hấp trái dừa hả? Tôm hấp trái đúng dừa rồi. Nhưng trời mà ơi. Nhà hàng ở đây người ta sẽ cắt cái hình trái dừa này, nó đúng sẽ rồi. Có heo ô nè ba. Cái cách bày trí rất là cầu đúng kỳ. Đúng rồi, cái này rất là cầu kỳ luôn á. Những cái món ăn ngon, muốn ngon trước là phải ngon bằng ánh mắt trước. Đúng rồi. Mình nhìn thấy ngon trước thì mình mới ăn cảm thấy ngon miệng đúng được đúng không? Thì ở đây là mình đó, không lẽ bây giờ khỏi ăn để nhìn để đem đẹp quá không nhìn đẹp quá rồi. Rồi bây giờ tiếp tục đi. Cái salad này ngon quá. Món này là món gì ạ? Dạ, ba ba rang muối. Ba ba rang muối. Thôi. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bây giờ em sẽ thử tiếp món tôm nha. Nhìn con tôm nó to nè ba. Cảm giác ngọt thịt ba à. Cái này thì phải bóp tay cho mọi người. Wow. Tôm thì thường thường là nó đã ngọt rồi nhưng mà hôm nay hấp cái nước dừa em nghĩ chắc là nó rất là ngọt luôn á. Đây, xin mời. Giống như em tưởng tượng, thịt tôm nó đã rất là ngọt rồi nhưng mà hấp với nước dừa nữa thì nó lại ngọt thêm nữa. Rất là ngon, thịt tôm ở đây thì nó lại dạng tươi sống á nên là nó rất là chắc thịt nha. Wow, ngon. Chấm thêm một miếng nước chấm hải sản nữa. Đúng là đi biển nó không có gì ngon mà ăn hải sản hết. Rất là ngon. Quá tuyệt vời. Và đây, đây là món ba ba rang muối. Trời. Nhìn hấp dẫn không? Nhìn rất là ngon ba hả? À, cái cách làm của bếp rất là hay. Để nguyên một cái con ba ba vậy luôn. Đó, cái phần mai nè. Trời ơi, bên trong thịt nè. Trời ơi, nhưng mà em đứng em nghe mùi rất là thơm, luôn thơm lắm luôn á. Trời ơi. Rồi, và đặc biệt nhà hàng là cái phía trên này là gì ta? Bông tiểu hoa ba nhờ. Cái rau này là rau gì? Rau này là rau gì em? Dạ, lá lốt ạ. Lá lốt hả? À. Rất là hay, lá lốt ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nha. Rồi, thử cái đùi đi. Wow. Trời ơi. Nhìn nó nhìn như cái đùi gà vậy. Đã cái đùi ba mà nhìn như cái đùi gà vậy. Rồi mời cả nhà luôn nha. Ừ.
thịt rất là thơm và dai, cắn vô là thấy ngọt, mà anh không, đặc biệt là không có cái vị khó ăn bình thường, là ví dụ như ba ba mà nếu mà mình không biết cách chế biến á thì nó sẽ có mùi hơi khó, hơi tanh tanh một xíu, nhưng mà ở đây là chế biến cực kỳ dễ ăn luôn, cực kỳ ngon. Nhưng mà em là không có ưa ba ba lắm, nhưng mà em nhìn thấy ba ăn em cũng thấy thèm á. Chị vợ là không dám ăn món này, cho nên món này mà mình nhìn thấy hồi nãy quay con ba ba hấp dẫn quá nên cũng phải đặt thử một con. Rất là ngon luôn. Nhưng mà rất là thơm nha, mà em đứng ở đây mà nghe mùi rất là thơm luôn á. Kết hợp với cái lá lốt nhìn thấy nên hút quá ba ha. Ok luôn á, quá ok. Good. Quán nằm ở 136 Trần Hưng Đạo, các bạn nên ghé ăn thử nha. Rồi, và đến với Phú Quốc thì nhất định mình phải ghé vào khu vực chợ đêm Phú Quốc. Một trong những nơi sầm uất nhất của Phú Quốc về đêm. Quá là nhiều sẽ đi vào bên trong luôn. Đây là một quầy bán tiêu các loại. Đây là cái gì quá? Có đủ loại các loại tiêu luôn. Tiêu này Phú Quốc cũng khá là nổi tiếng về tiêu. Đúng rồi. Cái này là 300 à, còn cái này là 350. Cái có cắn có hạt đó mà cay. Wow. Cái này là 300 một ký ha. Dạ, đây 350. Wow, okay, 350. Nó là thơm luôn á ba. Dạ. Còn cái này, còn cái này là tiêu này. Cái này mình bán cho người khách ngoài hết mít á. À dạ. Cái này là tiêu gì anh? Tiêu sọ trắng. Wow. À. Wow, thơm ghê luôn á ba. Wow. À, thơm rất là thơm á. Kiểu cắn qua bọt hạt. Cái này nó cay thôi, nó không có thơm bằng mấy cái đồ đoàn. À. Tại họ tẩy cái vỏ lọc, cái vỏ đen ra rồi. À. Cay thiệt á. Rất là cay thơm luôn. Thơm mà ngon á. Cay đó. Thơm ngon. Anh ăn hạt tiêu đó nó không có thơm bằng tiêu này đâu. Anh cái này tiêu tươi. Tiêu tươi, cay và thơm. Cái hạt tiêu chất lượng. Dạ. Trời ơi, trái này nó tiêu tiêu Phú Quốc là nổi tiếng mà. Đặc sản luôn. Dạ. Ok, mua đi chị. À. Mua cho bà ngoại. Dạ, anh chị muốn ăn lâu tiêu xanh này, muốn ăn lâu thì mình ăn nước mắm. Ê, tiêu này là 25.000 một gói. Cái này à. Này về sẽ nấu bịch nấu tiêu. Bịch nấu tiêu. Gà nấu tiêu. Chắc lấy cho em để lâu thì ngâm nước mắm. Cho em nửa ký này đi. Nửa ký thôi. Ủa, cay. Đây là nhiều hải sản tươi sống rồi cả nhà ơi. Nhìn ra ba nhìn thấy rất là ngon hải sản. Ha. Đặc biệt ở đây nó rất là đa dạng mẫu mã luôn á ba. Đẹp gì? Đam mê dép nữa hả? Dễ thương luôn ba. Trời ơi, mà kiểu mình đi biển mình mua những cái đôi dép này đi rất là êm chân luôn á. Mà là đi ví dụ như nước ai mà đi biển mà có thiếu đồ gì thì cứ ghé ở đây mua bao luôn, thoải mái rất là nhiều. Nhìn rất là nhiều mẫu cưng quá này. Chỗ một chú đang ngồi khắc hình. Anh đang khắc hình theo yêu cầu. Kiểu như mình sẽ ra nói tên ra và chú sẽ khắc lên giống như con giáp của mình tuổi gì thì sẽ ghi tên lên con đó. Hoặc là làm móc khóa nhìn đẹp quá ha. Những bức tường bao nhiêu chữ cũng được. Này là đậu phộng các loại luôn hả chị? Phô mai rồi gì nữa chị? Dạ phô mai me. Này có đủ luôn nè. Dạ. Thập cẩm em mix tất 30 vị cho mình. Dạ. À, đặc biệt là coi anh làm ở đây nè, nhìn hấp dẫn luôn. Dạ. Còn nghe mùi rất là thơm luôn á. Cái này là vị cà phê. À, cà phê mới thơm ngon luôn. À, hồ. Nhìn anh bán hàng thấy thương không? Dễ thương không? Cái này nó còn nóng mà em không có đóng cái mặt lên cho mình. Dạ, dạ, dạ. Đi một vòng là em muốn gom hết cái chợ này về luôn á mọi. Quá tốn kém. Bà vợ gặp gì cũng muốn mua hết. Ê, mua lung tung rồi không kìa. Chào anh. Khổ, dễ thương không, dễ thương không. Nay đã được gặp tôi người không ngoài đời. Anh biểu diễn y chang thiệt luôn ha. Y chang trong phim luôn. Trời, hết hồn, hết hồn. Ô, dữ dữ. Thank you.
Rồi sau khi hai đứa lượn lờ một vòng thì cảm giác sao vậy? Cảm giác đó là vô đây là giống như là một thiên đường cho mình vậy đó. Rất rất là nhiều đồ luôn. Mình nhìn cái gì mình cũng muốn mua hết trơn á nha. Nhưng mà còn đồ ăn thì cũng rất là phong phú. Là giống như là thường thường mà mình đi chơi ở đâu thì mình sẽ chọn một cái chợ đêm nào đó. Thì mình vô đó mình sẽ thấy hết được những cái phong tục tập quán với lại những cái món ăn đặc trưng ở đây thì thường thường sẽ tập trung ở chợ đêm đó. Và Nói chung là đầy đủ hết, cái gì cũng có ở trong chợ đêm là cái gì cũng có hết. Và phương tiện ở đây cũng rất là dễ để mình bắt, ví dụ mình có thể bắt taxi hoặc là xe điện. Xe điện thì mình thấy rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt là những cái xe điện như nhìn sang xịn mịn luôn ba ha. Kiểu như là người ta cũng sẽ trang trí, người ta làm rất là bắt mắt luôn á. Ok, nên mình đừng có lo cái vấn đề di chuyển. Có thể là mướn xe máy nè, hoặc là xe điện nè. Đây là cảnh cảnh chiếc xe điện nè. Này thì hình như là chạy lần trước mình đi là nhiêu ta? 30.000 một km. Đúng rồi, 30.000 một km. 30.000 một km. Em không biết. Taxi thì có mười mấy ngàn một km. Nhưng mà giá vậy thì cũng ok ba ha. Còn xe máy thì 150 ngày. Dạ em có xe. Dạ em cảm ơn. Rồi bây giờ hai đứa sẽ di chuyển về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục hành trình. Ok. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Sáng ngày cuối cùng thì tụi mình ghé quán bún quậy Kiến Xây để thưởng thức. Đây là món ăn khá nổi tiếng ở Phú Quốc với rất nhiều chi nhánh. Lần nào ra thì Tô Đoàn cũng thử trải nghiệm ở đây. Có thời gian thì các bạn nên thưởng thức thử nhé. Ăn xong thì tụi mình di chuyển ra sân bay và kết thúc hành trình. Bạn cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả bạn đã xem clip. Chúc tất cả bạn một ngày thật là tốt lành và đừng quên ấn đăng ký kênh cho bạn để xem nhiều video hay hơn về sau. Bye bye!